Vâng, xin chào tất cả các bác đã quay trở lại với kênh Thế Giới Gỗ Quý. Hiện tại thì trước mặt các bác đây là một bộ sản phẩm hàng mộc. Và mẫu này với tên nó là mẫu Tần Thủy Hoàng. Và bộ sản phẩm này thì khác biệt với những bộ sản phẩm khác ở một chút. Và ở cái điểm gì thì các bác có thể là theo dõi đến cuối video của em. Thì em sẽ báo giá cũng như là giới thiệu cho các bác trong sâu suốt cái video này ạ. Và bác nào mà chưa like và đăng ký kênh thì các bác hãy dành ra cho em một ít phút. Thứ nhất là để like video này của em, thứ hai là để đăng ký kênh Thế Giới Gỗ Quý. Khi nào mà các bác đăng ký kênh xong thì mỗi khi em phát sóng video mới này, hay là mỗi khi mà em có những cái video cập nhật sản phẩm thì các bác sẽ luôn luôn là những người xem được sản phẩm đầu tiên các bác nhé. Và quay trở lại với bộ sản phẩm tần này thì hiện tại em đang làm với kích thước là chân 14 và là cột 12 ạ. Kích thước chân 14 cột 12 này thì cái cột, tức là cả cái khung của bộ sản phẩm đều là khung 14. Chỉ đúng cái cột là lắp cột 12 thôi. Còn bình thường thì là cột 12 sẽ phải đi đôi với chân 14, và chân 14 sẽ phải đi đôi với cột 14. Đó, nhưng riêng bộ sản phẩm này thì em đang làm với cái khung nó rất là to, nhưng cái cột thì lại là kích thước cột 12. Và cái giá thành của nó sẽ được giảm, cũng như là được tiết kiệm lại một chút. Và cái kích thước thông số độ dày dặn như thế nào thì các bác theo chân em cùng đi tới từng chi tiết một các bác nhé. Đầu tiên thì em sẽ muốn giới thiệu tới cho các bác là một chiếc đoạn dài ạ. Chiếc đoạn dài này thì em làm với chiều dài là 2m6, chiều cao là 1m30 từ chân lên tới đỉnh. Đó, còn chiều sâu là 78. Và tất cả những kích thước vừa em giới thiệu đều là kích thước phủ bì hết. Bởi vì sao mà em phải giới thiệu kích thước phủ bì? Bởi vì khi mà các bác áng chừng vào phòng khách của nhà mình, các bác đo vào phòng khách của nhà mình thì là phải kích thước phủ bì thì nó mới chuẩn được ạ. Cái phần chi tiết cột ở đây thì em đang làm cái dáng cột là quạch, là dáng cột siêu cong. Đối với cái dáng cột siêu cong này, nhìn trong cái bộ sản phẩm nó rất là nổi bật. Tuy là chỉ một cái chi tiết rất là nhỏ thôi đấy, nhưng mà để mà làm nó đẹp cũng như là để mà nó làm kỹ lưỡng thì chắc chắn là nhìn cái bộ sản phẩm nó sẽ khác bọt hoàn toàn. Và tiếp tục là trên phần chương, chương thì em làm là chương cuốn thư, và đục là đục hình ảnh rơi ngũ phúc. Một hình ảnh trong phong thủy là hình ảnh rất là may mắn này, đem lại những cái tài lộc về cho gia chủ. Đấy, hình ảnh rơi này thì trong phong thủy nó được tượng trưng là ngũ phúc lâm môn, tài lộc đến từ năm cửa. Và ngoài ra thì cái cù này thì các bác lưu ý một chút về cái phần chi tiết nhỏ nhỏ trên phần cù. Đó là cái cù này thì em làm cù liền này. Đấy, cái cù liền tuy rằng nó rất là đơn giản thôi, nó là một cái chi tiết rất là nhỏ trên bộ sản phẩm thôi, nhưng mà nó đã tạo lên được cái chất lượng và tạo lên được cái độ sắc nét hơn cho bộ sản phẩm ạ. Và ngoài ra thì trên vách tựa lưng thì em có đục là chữ Phúc Lộc Thọ. Đó, sẽ có 3 vách tựa lưng chính, và giữa mỗi vách thì sẽ có những cái trống như thế này. Đấy, đây là cột ạ, đây là cột trống đấy ạ. Cột này thì trên cột em có đục ngê, một hình ảnh là trấn trạch, trấn giữ nhà cửa, trấn trạch trừ tà. Và trên những cái phần cột chính thì em đục 3 chữ, 3 cột chính em có đục 3 chữ, đó chính là chữ Phúc, chữ Lộc và chữ Thọ. Ba cái chữ này thì thực ra nó là cái tượng trưng, cái hình ảnh tượng trưng. Tức là chữ Phúc này là tượng trưng cho cái ý nghĩa là con đàn cháu đống này. Đó, và chữ Lộc là tượng trưng cho cái ý nghĩa đó là nhiều tiền, nhiều của, bổng lộc. Và cuối cùng chữ Thọ tượng trưng cho sức khỏe và cũng như là cái tuổi thọ. Đấy, cả ba chữ này thì được đục trên nền của bức tranh Tứ Quý ạ. Tức là xung quanh ba cái chữ này thì là những cái bức tranh Tứ Quý, bốn mùa xuân hạ thu đông, cả bốn mùa đều phát tài phát lộc. Và được làm rất là dày dặn. Cái phần trống này, cái phần cột trống này em làm với độ dày lên tới tận 7 phân ạ. Cột trống em làm dày tận 7 phân các bác nhá. Và bộ hiện tại bộ này thì em đang sử dụng chất liệu là gỗ hương đá. Một cái chất liệu gỗ với cái độ bền nó đã nổi tiếng rồi. Và hơn nữa thì cái màu sắc nó đã rất là đẹp, vân đẹp. Đấy, và ngoài ra thì cái vách tựa lưng này thì hiện tại em đang làm với độ dày vách tựa lưng là 4 phân. Đấy, độ dày vách tựa lưng là 4 phân các bác nhá. Ngoài ra thì khuôn tranh ạ, khuôn tranh thì em làm 4 phân này, khuôn tranh này. Còn tấm ván thì là tấm ván ở trong ạ. Tấm ván ở trong thì em làm với độ dày là 2 phân. Tiếp tục thì em sẽ giới thiệu cho các bác về hai chiếc ghế đơn của bộ sản phẩm. Hai chiếc ghế đơn thì em làm với chiều ngang là 1m1, chiều cao là 1m30 và sâu phủ bì là 78 các bác nhá. Đấy, 78 thì những cái sản phẩm của bên em thì khi mà dựng lên, thứ nhất là em phải yêu cầu của em đối với thợ mộc của bên cơ sở, đó chính là lựa gỗ phải thật là sạch sẽ, không bám rác này, không dính mắt, cũng như là không có sâu và có xia. Rác là gì ạ? Rác là cái phần riêng ngoài của cây, thân cây đấy ạ, tức là cái phần vỏ cây. Còn tâm nó là, tâm là cái phần lõi cây, nếu mà dính tâm thì chắc chắn sẽ nứt hoàn toàn. Đấy, còn rác, nếu mà dính rác thì sẽ bị mọt. Cho nên là tất cả những cái sản phẩm khi mà em dựng lên
thì yêu cầu là phải chọn gỗ thật là sạch sẽ. Và một cái chi tiết rất là quan trọng của bộ sản phẩm nữa đó là cái mặt bàn. Mặt bàn này thì em làm với kích thước chiều rộng là 81 và chiều dài là 1m57. Đấy, mặt bàn hiện tại em đang đục tích là thuận buồm xuôi gió. Cái tích này thì nó có ý nghĩa là mong muốn là nếu mà gia chủ có cái tích này trong nhà thì làm việc gì cũng như là tất cả mọi công việc trong cuộc sống hàng ngày thường lệ thì sẽ luôn luôn gặp những cái điều thuận lợi như là những chiếc thuyền buồm đi xuôi gió. Mà các bác biết rồi đấy ạ, thuyền buồm mà đi xuôi gió thì nó rất là bon bon. Đấy, bon bon trên biển luôn ạ. Và một cái chi tiết kèm theo bàn đó chính là chiếc đôn kẹp bàn. Đôn kẹp bàn này thì em làm với chiều dài của nó là 50 và chiều rộng là 81. Và cái đôn này thứ nhất là cái chiều dài, chiều rộng của nó sẽ vừa khít với cái bàn. Đấy, các bác có thể nhìn thấy này. Và cái chiều cao của nó cũng sẽ phải bằng bàn. Bởi vì là cái đôn này thì mình sẽ có cái công dụng là kẹp để cạnh bàn để mình để lọ hoa này. Bác nào mà lấy cả một bộ sản phẩm nguyên 6 món thì em sẽ tặng kính nhá. Tặng kính tức là kính bàn và kính đôn đấy ạ. Cái đôn này thì mình sẽ kê kính lên và để mình lọ hoa hay là để những cái bức tượng. Nó rất là tiện. Ngoài ra thì có một chiếc đôn cuối cùng, một chiếc chi tiết cuối cùng đó là chiếc đôn ngồi của bộ sản phẩm. Và chiếc đôn ngồi này thì em sẽ làm kích thước là 40x40 các bác nhá. Bộ này thì ngay từ đầu video thì em cũng đã giới thiệu nó rất là đặc biệt ở một điểm. Đó là kích thước khung là của bộ 14, chân bộ 14. Nhưng cột thì em lại gắn cột 12. Đấy, cho nên là nó tiết kiệm được cái chi phí rất là nhiều ạ. Cột 12 và là cột siêu cong các bác nhé, cột siêu cong. Tổng thể cả bộ sản phẩm này hiện tại em đang bán với giá 65.800.000 cho một bộ đã hoàn thiện full BU. Đấy, đầy đủ, tặng kính bàn, kính đôn, miễn phí vận chuyển 50km đầu tiên. Và ngoài ra thì cơ sở em có cái chế độ đó là bảo hành sản phẩm trong vòng 5 năm, bảo trì trọn đời. Và một cái chế độ rất là đặc biệt dành riêng ưu đãi cho tất cả những bác khách hàng mua hàng của cơ sở em. Đó chính là chế độ một đổi một trong vòng 30 ngày. Tức là trong cái quá trình các bác sử dụng hàng của bên em một tháng đầu tiên mà các bác gặp bất kỳ một cái vấn đề hay một lỗi gì liên quan đến sản xuất thì em sẽ hỗ trợ để đổi cho các bác một bộ mới hoàn toàn luôn. Và tiếp tục thì có số điện thoại thì em đã có để ở dưới ở góc trái bên màn hình và dòng chữ chạy ở dưới góc màn hình ạ. Nếu mà các bác có quan tâm và cũng như là muốn em tư vấn về những mẫu mã sản phẩm khác thì các bác có thể là gọi điện trực tiếp hoặc là liên hệ qua Zalo giúp em nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bác ở trong những video lần sau ạ. Xin chào.